mà con một cái cơm ăn tao múc cho mình đó. Mình canh đấy luôn cho nó tiện. Anh ơi, cho trái cây ta lên đây lại giúp mình chứ. Trời ơi. Thank you.
Rồi, 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 nó ngoài đẩy chưa, nó đẩy chưa.
người nữa. Để làm đi. Ê, chào ông, chúng tôi chẳng ngồi tên ra đi mà không? Đang bút trong mình chưa? Rồi khăn lấy luôn cho tiện. Không lượng đồ ra hết. Ông thấy con thì thấy đồ ăn. Rồi, chồng lên rồi ra ngoài sắp xếp. Một số cơm nữa chai. Thêm một số cơm nữa cho các bạn. Có chúng này nè hả, này phải không? Không phải, có không kêu cái đó. Có ông đó. Này có ông rồi, đồ ăn ở đâu? Rồi, ra ngoài đẩy chú, chồng lên ra ngoài đẩy chú. Rồi. Một cái cơm phải ăn từ từ, đúng không? Từ từ, từ từ, từ trong mình chưa? Ở lộn đồ tùm lum tại sao tao múc cho mình đưa rồi em canh lấy luôn cho tiện. Rồi chồng lên đi rồi. Cái cổng nó đi thẳng ra tôi đứng đây nè, thấy không? Đâu 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 múc canh trên này lấy ra thấy đâu 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 đâu. Không được, không được.
Thank you.
bút nhà mấy nhưng mà còn đỏ vậy. Mỗi người một thằng chia sẻ luôn cho chị rồi chị ơi, cho luôn chị còn 200 người hả? Lại làm đi. Từ từ ra bút trong mình chưa? Đừng che lên. Rồi chồng lên ngoài rồi anh ơi. Lên đây. Còn nửa xô đó, nửa xô đó, nửa xô đó. Rồi đồ ăn thôi. Rồi chồng lên ra ngoài rồi. Rồi chắc chắp ảo thôi chút gì đó. Rồi tốt, đồ ăn để làm đi. Rồi ra mày đẩy tôi. Rồi tôi làm rồi. Chồng lên ra ngoài chút chứ. Rồi chỉ lên lên con đi đi. Thank you.
cô bán ơi. Con. Ra ngoài đây được con đi con. Từ 5 phút trong tình đưa. Nhà không có bán. Cho các cô bác đi lấy cơm, không có gì.